xin chào ông bà cô chú và các bạn. Dạ, đến ấp 6 trường xã Ngọc Thành thuộc tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay hành lại nhà của chú V làm cho chú một cây nước sạch sử dụng. Thì hôm trước thì anh Tú Ông ở Mỹ có gửi cho Hạnh là 3 cây nước sạch. Thì Hạnh làm một cây cho nhà của em Giang. Còn lại 2 cây thì Hạnh làm cây nước thứ hai cho nhà của chú V. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú thiệt bạn vào trong cùng xem anh Thảo khoan cây nước. Rồi em chào anh Chí, chào anh Thơ với anh Việt tên Chen. Dạ, thì mấy anh em gáp dòng khoan xong cái giờ nè. Khoan trước Hạnh coi sao, Hạnh sẽ vô hỏi thăm chú. Dạ, con chào chú. Dạ, con chào chú B. Hôm nay thì gia đình của chú thì được anh Tú Ông ở bên Mỹ tài trợ cho mình một cây nước sạch sử dụng ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 78 ơi. 78, mình sống ở đây đó hả? Chỗ ngủ ở đây rồi mình ăn uống đây luôn. Đồ đạc của mình để ngay trên giường ngủ này luôn ha. Chú sống với ai trong gia đình? Rồi, hằng ngày thì mình xài nước xong. Rồi hôm nay thì khoan cho chú một cây nước sạch ở đây đang cho chú dễ dàng sử dụng ha. Mình lớn tuổi rồi. Được cây nước gì chú có lời gì muốn nói đến cháu Tú ở bên Mỹ không? Tú ông. Chú có lời gì cảm ơn không? Cảm ơn cô Tú. chú Tú. Rồi con chú gì sức khỏe, giờ con với anh Chí sẽ qua khoan cây nước cho chú ha. Dạ. Che màn nữa hả? Gỡ ra thôi xem coi khoan cây nước. Khởi động máy. Rút ống lên xong rồi nằm đổ gắn ống lược xuống.
nước luôn, thành dũng nước luôn rồi. Chơi vậy. Cột làm ơi. Còn trẻ thì làm tới về già cái sống ơn vậy đó. Khu vực này cắt bự không, cắt to không? Khu vực này cắt nhà là Phan lấy cát cắt nhà luôn. Cát này cắt nhà đẹp luôn nè. Ồ cát này giống bên cát cam á, bự bự không nè. Ông này ông lão này chắc cũng bảy mấy quá. Mày ông đó 78 hay gì. Gần 80 rồi. Già là thấy được ưa sống ơn, con cái đi làm hết rồi. Thiếu rồi, thiếu giống một nào nữa rồi. Cây nữa đi. Tưng chưa? Tưng rồi. Tưng rồi. Tưng rồi. Vậy mà còn kêu chạy đi lấy quýnh quá hết trơn. Mới dán có chút xíu ở nhà phải đủ luôn đi hay là khỏi. Rồi tưng ha. Rồi giờ mấy anh em xuống ống xong rồi nè, anh cưa đặng ép nước á. Đặng không, đi. Thổi mấy chất sình cặn bã dưới lên. Thấy nhanh bất ngờ luôn á. Không ngờ tới mà nó nhanh vậy. Rồi khâu ép nước bây giờ xong đầu mấy anh em xuống cát. Xuống cát nào thổi hơi là nước trong rồi gắn tư rồi. Nước vô cái nó xuống luôn ha, tự xuống. Ồ đây vì mình lấy được 4 khúc cát luôn hả? Cậu gác xuống nước lên mạnh kìa. Đó. Đó luôn rồi hả? Dạ rồi. Xong rồi đó.
Này liền vô gốc mai là tốt dữ luôn rồi. Rồi thổi hơi đi, nước trong rồi mình gắn con tưa. Bây giờ gỡ dàn khoan ra vận chuyển xuống dưới. Rồi chuẩn bị đi. Dễ vậy. Rồi hút bóng nước này ra. Hút bóng nước. Trời ơi, mua tới chịu. Rồi tắm luôn, nước sạch rồi đó. Rồi giờ em chỉ là bỏ cái hơi thằng thổi nước cho trong nè. Mình gắn con tưa. Cái này là có anh Chí tự chế ra hả? Dạ. Cái này mình khỏi bông tay. Hay quá ha. Hồi xưa bông tay không. Ôi ôi, xinh quá rồi. À, ai. Thiếu hồn quá đó rồi. Thằng quả tính là chuyện gì? Rồi còn cái vàng này nó xong rồi. À dưới con dây rồi. Chụp cho ngay dây lại. Rồi lên. Chưa, từ từ. Rồi. Rồi khi cái vàng nghĩa là khỏe rồi. Nước cũng gần trong luôn rồi. Rồi tự gắn luôn đi. Nghĩa cho con là ông chán đây là ông chạy đây sạch luôn. Giờ anh Chí hồi nước xong mình kích nước á, rồi mình gắn mô tưa được. Mốt xong mà chế khỏi cái khâu này là nhanh chút nữa. 5 phút. Giao nó hả đại ca? Biết làm cái nhanh ha. Buông ra là ta biết làm được cái khác liền. Thank you.
cái ổ điện. Thắp xuống mới tới anh ơi. Dạ. Con thôi. Rồi, thắp bọt rồi đó. Rồi, xong. Khâu kích nước đã hoàn thành. Giờ này chuyển mưa tối anh. Không có lộ tài là phạt đảng nha. Hành chứa. Rồi, cái mình mẩy rồi đại ca đi. Rồi, hỏi cái này lắm. Chị khác nữa đi. Chị mới. Động thơ có là mốt dao trong thơ làm nè. Dám đứng máy làm bên cây không? Té là té xuống nè. Là nó quá rồi. Hả? Xấu không? Xấu rồi mới có vậy mới rút kinh nghiệm được chứ. Đẹp rồi cũng cho rút kinh nghiệm được. Ha. Kèo dư cái chế quá. Co đi là xong. Rồi vào chơi kiểu mới đi. Nè, cho nó mòn nước đi. Thôi đi qua bờ gấp kiểu khác là. Rồi cái khâu gắn cưa xong rồi, giờ hạnh ghim điện, rồi ghim đen thế anh. Đổ luôn. Rồi vô em gửi tiền của anh Chí ơi. Lên nước mạnh quá rồi nè. B thì anh Chí làm xong rồi, giờ nước lên cũng trong quá rồi nè, cho em gửi tiền anh Chí ha, là cây nước là trị giá 4 triệu đồng, 1, 2, 3, rồi 4 triệu, cảm ơn anh Chí nhiều, chúc anh em nhiều sức khỏe luôn. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Rồi nước lên trong rồi nè, cây nước của nhà chú B thì anh Tú Ông ở bên Mỹ tài trợ cho gia đình của chú. Không được. Gần 80 tuổi rồi nên sức khỏe yếu rồi. Ông đứng đó đây con múc xong thử. Đây nước lên nó trong nè. Nước này ngon quá luôn á.
thử coi nước này ngon không? Ngon thử. Uống luôn. Rồi sao rồi chú, thấy sao rồi? Được ngon rồi phải không? Tắm là mát luôn rồi đó. Nước này không có đậu gích, không có phèn luôn nè. Nó hậu, nó lợ lợ thôi. Nó cũng hơi có ngọt ngọt nữa. Hồi đó thì khoan cái nước thì nó có bị mặn đó nha. Bây giờ anh Chí khoan càng ngày thì anh rút kinh nghiệm á. Anh coi mặt cát nè, bây giờ nước rất là ngon luôn. Thì được cái nước này thì cái chú bên thì lớn tuổi rồi, gần 80 thì được cái nước này rất là mừng luôn. Mạnh quá luôn. Mừng không chú? Cảm ơn. Cảm ơn cháu Tú Ông đi. Tại vì ảnh tài trợ cho chú một cái nước á. Chú nói gì vậy? Cháu Tú Ông. Cháu Tú Ông. Dạ. Rồi có chúc gia đình của cháu gì không? Cháu Tú. Để mà ăn khai cho mừng rồi em chú. Dạ rồi. Con cũng cảm ơn chú. Con cũng chúc gia đình gì hỏi đi ơi. Tại vì chú sức khỏe yếu á nên ngồi không à, ít lắm. Thì cái nước của nhà của chú B thì Hạnh làm xong rồi nè. Thì anh Chí làm nước lên cũng trong mà ngon quá luôn rồi, nó cũng mạnh nữa. Thì Hạnh cũng thay mặt cho gia đình của chú B cảm ơn anh Tú Ông ở Mỹ rất nhiều. Hạnh xin chúc cho gia đình anh có thật nhiều sức khỏe. Công việc của anh thì luôn thuận lợi, làm ăn thì phát đạt phát tài. Thì cái nước này là cái nước thứ hai rồi. Còn một cái nước nữa thứ ba thì anh sẽ làm tiếp cho những hộ gia đình khó khăn khác. Video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà và chú các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Nước Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà cô chú các bạn có thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi, làm ăn phát đạt phát tài. Xin chào, hẹn gặp lại. Này, cái nước nó mạnh nè. Nước nó trong mát nè.